mặt là các bạn là 100 nhồng nha các bạn. Con này là mới nuôi lên được tầm tháng rưỡi thôi. Một nhát với em, tội với em, lên. Đây, gọi nó ra đây, mình sẽ cho nó cái hạt. Nhanh lắm. Ăn dĩa suốt ngày. Thì đây. Thấy không? Đẹp không ạ? Ai chả, ai chả, ai chả. Đừng có ngại đây. Đẹp không bạn? Một tháng rưỡi. Giá 1,5 triệu. Ngon không? Đẹp không? Còn ngon. Đây, con này. Cái này. Chui đây rồi. Cái này. Đây. Đây 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 đây. Ở nhà là mình thả đông hết rồi. Ăn xong rồi chui vào tân ngủ. Đây. Thôi để tắt nó. Mày nhặt đi đi, mày nhặt. Ăn nó lên. Nó như vậy rồi, quen rồi. Rồi rồi. Được không ạ?